va chạm giao thông nghiêm trọng, tài xế mắc kẹt trong cabin bẹp rúm. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều người bán thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc ra thị trường. Màn thông chốt ngoạn mục của tài xế chở 25 khách từ vùng dịch. Các thương hiệu đồ điện tử bán lẻ đưa ra nhiều ưu đãi cho học sinh mua laptop trong thời gian học online. Nhật Bản bắt giữ người đàn ông ăn trộm hơn 700 món đồ trong của phụ nữ. Thủ tướng Yoshihide Suga lặp lại một lần nữa lời nguyện Olympic. Người dân Nhật Bản mong muốn bộ trưởng phụ trách vaccine trở thành thủ tướng. Campuchia bắt giữ người phụ nữ tâm thần không ổn định tự xưng là con gái thủ tướng Hun Sen. Cuba triển khai tiêm vaccine Covid-19 tự sản xuất cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Ấn Độ đối mặt với ổ dịch Nipah nguy hiểm có nguồn lây từ dơi. Người trưởng thành đã tiêm vaccine vẫn có khả năng lây cho trẻ em. Xin chào TV, xin chào Net lớp. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Trung thành xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Japan Daily Talk News. Các bạn đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triển khai lực lượng phương tiện giải cứu thành công nam tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau va chạm giao thông. Trước đó vào khoảng 0 giờ 45 ngày 7 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo xảy ra vụ va chạm giao thông tại km 333 330, khu phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Sương, giữa hai ô tô mang biển kiểm soát là 51C36598 do anh Trần Sĩ H, sinh năm 1992, điều khiển lưu thông hướng Nam Bắc với xe biển kiểm soát 38C07987 đi phía trước cùng chiều. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã điều động một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ và 10 cán bộ chiến sĩ do Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó trưởng phòng trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường sau vụ va chạm khiến cabin xe bị biến dạng mảnh, phần chân của tài xế Trần Sĩ H bị mắc kẹt không thể rút ra được. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng nhanh chóng đưa tài xế ra ngoài đi cấp cứu kịp thời. Sau 30 phút, tài xế mắc kẹt trong cabin đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài đi cấp cứu. Phần chân của nạn nhân bị dập nát, tổn thương nặng. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có văn bản thông báo, hiện nay nhiều người đã lợi dụng tình hình dịch bệnh bán thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc ra thị trường. Theo Cục Quản lý Dược, gần đây cục có cho phép nhập khẩu một số đơn hàng dược chất bán thành phẩm thuốc là Monopiravir, Favipiravir, Baricitinib, 2-deoxydiglucose để phục vụ thử nghiệm điều trị Covid-19 hoặc sản xuất thuốc để xuất khẩu. Trong công văn đồng ý nhập khẩu cho các đơn hàng, Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở chỉ được sử dụng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm, sản xuất thuốc xuất khẩu, không sử dụng vào mục đích khác, không lưu thông trên thị trường. Thuốc thành phẩm sản xuất không được phép lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để buôn bán thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc. Thực tế, thời gian qua do có hàng chục ngàn F0 điều trị tại nhà và nhu cầu dự trữ thuốc, các thuốc thử nghiệm điều trị không rõ nguồn gốc đã được bán trực tuyến khá nhiều, mặc dù Bộ Y tế cho biết đây là sản phẩm đang được thử nghiệm, nghiên cứu và phải có hướng dẫn của bác sĩ. Phía Cục Quản lý cũng đã yêu cầu các cơ sở nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc báo cáo cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi có thay đổi là tăng hoặc giảm về số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên trang dịchvucong.dav.gov.vn và gửi báo cáo về tình hình nhập khẩu, sử dụng các nguyên liệu tại công ty. Xe khách chở người từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận bị buộc phải quay đầu, quay đến Đồng Nai lái xe cho khách đi theo xe tải, thả xuống điểm hẹn chờ xe khách qua chốt đón đi tiếp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Bình Thuận cho biết trước đó vào lúc 15 giờ ngày 6 tháng 9, xe khách biển số 29B01987 do lái xe Lê Thanh Hải chở 25 người từ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lưu thông theo quốc lộ 1A đến chốt kiểm soát Covid-19 số 2 Bình Thuận ở Tân Đức, Hàm Tân khai báo y tế. Phát hiện trên xe có nhiều người đi từ vùng dịch, Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân phối hợp với chốt kiểm soát Covid-19 số 2 đã yêu cầu lái xe ký cam kết quay đầu xe trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối cùng ngày, chiếc xe bất ngờ quay trở lại chốt kiểm soát Covid-19 số 2, khai báo y tế nhưng lần này không có hành khách, chỉ có lái xe và phụ xe nên được cho qua chốt. Nhận thấy bất thường, Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân đã gọi điện báo cho tổ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A đón lỏng và cử trinh sát mặc thường phục bí mật bám theo xe khách. Sau khi đi được một đoạn đường, xe này bất ngờ dừng lại ở ven đường. Lúc này có hơn 20 người núp ở bụi rậm ven đường vội vã lên xe. Tài xế cho biết, lái xe và hành khách thống nhất chọn phương án lần lượt đón xe tải, mỗi xe từ 1 đến 2 hành khách để qua chốt kiểm soát Covid-19 số 2 Bình Thuận. Mỗi hành khách phải trả 300.000 cho xe tải và quy ước xuống xe cùng địa điểm, để sau đó xe khách đến đón, tiếp tục hành trình. Hiện tại, học sinh cả nước đang áp dụng hình thức học online tại nhà từ tiểu học đến trung học phổ thông. Vì vậy, nhu cầu mua sắm laptop cho học sinh học trực tuyến là rất cần thiết. Hiện tại, giá bán laptop đang tăng khá cao, nhưng các nhà bán lẻ vẫn có một số chương trình ưu đãi dành cho học sinh sinh viên. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện của Cellphone S, cho biết học sinh sinh viên khi mua laptop, máy tính bảng sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hành, tặng ba lô, chuột, tai nghe và nhiều ưu đãi khác. Tại FPT Shop có nhiều mẫu laptop, máy tính bảng giảm giá 15%, tăng thời gian bảo hành 3 năm.
Máy tính bảng còn được tặng SIM Itel trị giá 280.000 đồng. Thế Giới Di Động giảm giá 400.000 đồng với một số mẫu laptop dạng trung bình, phù hợp với việc học và kinh tế của các em. Về vận chuyển laptop giao cho khách tận nhà, ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng và Marketing của FPT Retail cho biết sẽ cố gắng hết sức để giao hàng đến khách phù hợp với quy định của từng địa phương. Còn hệ thống 7S, Thế Giới Di Động hợp tác với đối tác vận chuyển chuyên nghiệp được phép hoạt động đối với thời gian giao hàng từ 1 đến 3 ngày tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hệ thống điện thoại vui của 7S cũng mở dịch vụ hỗ trợ sửa chữa điện thoại, laptop để phục vụ học sinh học trực tuyến. Mới đây, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản vì tội danh ăn trộm đồ lót của phụ nữ trong tiệm giặt ủi. Khi cảnh sát khám xét nhà của nghi phạm thì phát hiện ra hàng trăm món đồ tương tự đã bị hắn lấy trộm. Phía cảnh sát cho biết, trong những năm trở lại đây, các trường hợp ăn cắp đồ lót đã xảy ra khá phổ biến, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào mà số lượng lại nhiều như vậy. Nghi phạm bị bắt là Tetsuo Urada, 56 tuổi, thất nghiệp, đang sinh sống ở thành phố Beppu, tỉnh Oita. Người đàn ông này bị cáo buộc đang trộm 6 món đồ trong nhà của nạn nhân nữ 24 tuổi tại một tiệm giặt ủi tại thành phố Beppu vào khoảng 11 giờ đêm ngày 24 tháng 8. Khi cảnh sát khám xét nhà của nghi phạm Urada, cảnh sát đã tìm thấy khoảng 730 bộ đồ lót của phụ nữ. Cảnh sát đã thu giữ tài chứng và đang điều tra làm sáng tỏ vụ án. Kính thưa quý vị, Olympic Tokyo đã kết thúc với nhiều điểm nhấn trong bối cảnh Nhật Bản phải đối diện với đại dịch Covid-19 phức tạp. Sau Thế vận hội, nhiều người dân Nhật Bản lại hồi hộp theo dõi một câu chuyện bên lề khác, đó chính là lời nguyện Olympic ở Nhật Bản. Kỳ Thế vận hội đầu tiên của Nhật Bản diễn ra vào năm 1964. Thế vận hội năm 1964 được xem như là một biểu tượng cho giai đoạn phát triển kinh tế thần kỳ của Nhật Bản. Nhưng chỉ sau một ngày bế mạc, Thủ tướng đương thời Hideki Hayato đã phải từ chức vì lý do sức khỏe. Ông được chẩn đoán mắc ung thư trước khi kỳ Thế vận hội diễn ra một tháng. Tháng 2 năm 1972, Nhật Bản lại đứng ra tổ chức kỳ Thế vận hội mùa đông đầu tiên tại thành phố Sapporo. Gần 5 tháng sau, Thủ tướng khi đó là Sato Eisaku đã quyết định rút lui sau hơn 7 năm cầm quyền. Đến năm 1998, dưới thời của Thủ tướng Hashimoto Ryutaro, Nhật Bản đăng cai kỳ Thế vận hội mùa đông tiếp theo ở thành phố Nagano. Ở cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản diễn ra 5 tháng sau kỳ Thế vận hội này, đảng LPD của Thủ tướng Hashimoto Ryutaro vẫn phải chịu thất bại nặng nề. Nhà lãnh đạo Nhật Bản khi đó đã đứng ra nhận hết trách nhiệm và chấp nhận từ chức. Thế vận hội năm 2020, quyết định từ chức của Thủ tướng Yoshihide chỉ diễn ra không lâu sau khi Thế vận hội Tokyo chính thức bị khép lại vào ngày 8 tháng 8 năm nay. Điều này vô tình khiến ông trở thành nhà lãnh đạo mới nhất không thể vượt qua lời nguyện hậu Olympic, vốn ám ảnh các đời Thủ tướng Nhật Bản suốt hơn nửa thế kỷ qua. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy cử tri Nhật Bản dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho ông Taro Kono, bộ trưởng phụ trách công tác chống dịch Covid-19 trở thành thủ tướng tiếp theo. Vị thủ tướng Yoshihide Suga cuối tuần trước thông báo sẽ từ chức dẫn đến cuộc bầu cử tìm lãnh đạo mới cho đảng LPD cầm quyền vào ngày 29 tháng 9. Ứng viên nào được bầu làm chủ tịch đảng cũng sẽ trở thành thủ tướng mới. Theo kết quả khảo sát do nhật báo Yomiuri Shimbun công bố vào sáng nay, 23% cử tri cho rằng ông Kono, người đang phụ trách chương trình tiêm chủng, là ứng viên phù hợp nhất để làm thủ tướng. Cuộc khảo sát hôm qua cho thấy 31,9% ủng hộ ông Kono. Từng là Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, ông Kono, 58 tuổi, tốt nghiệp Đại học Georgetown, Mỹ và thành thạo tiếng Anh. Ông trở thành gương mặt yêu thích trong lực lượng cử tri trẻ tuổi vì tham gia tích cực trên mạng xã hội bằng hai thứ tiếng và có đến 2,3 triệu người theo dõi trên tài khoản tiếng Nhật. Dù vậy, ông vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc ông còn quá trẻ để làm thủ tướng. Chưa đầy một ngày sau khi bị tài khoản Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen chất vấn về vấn đề sức khỏe tâm thần vì tự xưng là con gái của Thủ tướng, thì chủ tài khoản Azulai đã bị đưa đi bệnh viện khám tâm thần. Azulai là tài khoản mạng xã hội Facebook lâu nay tự xưng là con của Thủ tướng. Vừa qua, tài khoản này đã lên bình luận trên Facebook của Thủ tướng Hun Sen với nội dung tương tự. Tài khoản Facebook của Thủ tướng Hun Sen bất ngờ trả lời bình luận của người này, yêu cầu ngừng giả vờ là con của Thủ tướng, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ để người này đi khám sức khỏe tâm thần. Báo Khmer Times khẳng định người phụ nữ này bị rối loạn thần kinh và đã được chính quyền đưa tới một bệnh viện tại Phnom Penh để điều trị. Facebook của ông Hun Sen cho rằng Azulai đã luôn sử dụng từ ngữ gây hiểu nhầm và rằng có vẻ như Azulai là con gái của một cô bác nào đó bị bỏ rơi. Thủ tướng Campuchia thông qua tài khoản Facebook trên cũng xin số điện thoại của tài khoản Azulai để hỗ trợ điều trị sức khỏe tâm thần. Sau đó một ngày sau, cảnh sát đã bắt chủ tài khoản Azulai này, được biết là một phụ nữ sống ở Phnom Penh. Từ ngày 6 tháng 9, Cuba triển khai tiêm vaccine Covid-19 tự sản xuất, hiện chưa được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên, bắt đầu ở tỉnh Cienfuegos. Theo bản tin AFP, Cuba đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ trẻ em trước khi dần dần mở cửa lại trường học. Sau khi hoàn tất các thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em với vaccine Abdala và Soberana 2, ngày 3 tháng 9, Cuba đã thông báo bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Nhiều nước trên thế giới đã tiến hành tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và đang nghiên cứu vaccine cho trẻ em độ tuổi nhỏ hơn.
Ngày 6 tháng 9, Viện Y tế Chile ISB đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 của công ty Trung Quốc Sinovac để sử dụng cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Venezuela đều đã thông báo kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng Cuba là nước đầu tiên thực hiện việc này. Chính phủ Cuba thông báo sẽ dần mở cửa lại trường học, dự kiến vào tháng 10 và tháng 11 năm 2021, khi tất cả trẻ em đã được tiêm vaccine. Nhà chức trách ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đang cố gắng khống chế sự lây lan của virus Nipah sau khi một nạn nhân 12 tuổi tử vong. Theo CBS News, virus Nipah đã khiến một bé trai 12 tuổi ở bang Kerala, Ấn Độ tử vong vào ngày 5 tháng 9. Một ngày sau đó, giới chức bang xác nhận 11 người khác cũng có triệu chứng nhiễm virus Nipah, trong đó có mẹ của nạn nhân. Nạn nhân trên nhập viện cách đây một tuần do sốt cao. Khi tình trạng bé trai này xấu đi, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm não. Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân tại Viện Virus Học Quốc gia cho thấy bé trai này nhiễm virus Nipah. Nhà chức trách đã tăng cường truy vết, xác định, cách ly và xét nghiệm 188 người đã tiếp xúc với nạn nhân và tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh nhà của nạn nhân. Nipah là một loại virus lây truyền từ động vật sang người. Người bệnh bị nhiễm virus khi tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm virus. Các triệu chứng của bệnh này thường là sốt, đau họng, bệnh tình diễn biến nhanh có thể gây phù não, buồn ngủ, lú lẫn dẫn đến hôn mê và tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus Nipah gây tử vong đến 75%, trong khi đó tỷ lệ tử vong của SARS-CoV-2 được cho là khoảng 2%. Hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa hay vaccine cho virus Nipah. Khi mở cửa trở lại, giao tiếp của người lớn đã khiến cho trẻ em chưa được bảo vệ bằng vaccine trở thành nhóm dễ tổn thương hơn cả. Và các em bị lây bệnh từ chính những người thân của mình, kể cả những người đã chích ngừa. Hiện nay trên toàn thế giới, nhóm người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhiều nhất là trẻ em, trong đó chiếm đa số là trẻ em dưới 12 tuổi, vì hiện tại chưa có vaccine dành cho nhóm này. Ngay tại Mỹ, dù trẻ từ 12 đến 15 tuổi đã có thể tiêm vaccine của Pfizer, theo trang Wired, chỉ 1/3 trẻ trong độ tuổi này tiêm đủ liều. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, tính đến ngày 26 tháng 8, nước Mỹ ghi nhận gần 4,8 triệu ca mắc COVID-19 ở trẻ em. Tính từ đầu dịch, cứ 100.000 trẻ em Mỹ lại có 6.374 ca mắc COVID-19, dữ liệu tính tới ngày 26 tháng 8. Ông August Susanto, bác sĩ nhi khoa tại một bệnh viện ở thủ đô Jakarta giải thích, hiện nay các quy trình chăm sóc sức khỏe rất khó áp dụng cho trẻ em. Thứ hai, trẻ em khó sử dụng khẩu trang, chế độ dinh dưỡng không phù hợp, chăm sóc sức khỏe không đầy đủ và tỷ lệ tiêm vaccine thấp nằm trong số các nguyên nhân khiến nhiều trẻ em mắc COVID-19. Chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.